Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ. Thì hiện tại mình đang có mặt tại 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát. Rồi, hôm nay sẽ báo giá cho mấy anh em về dòng xe Vairo 160 ha. Vairo 60 hiện tại là giá bán nó như thế nào và có đáng để mình mua và sở hữu nó trong cái thời điểm hiện tại hay là không. Thì anh em hãy theo dõi cùng với mình ha. Rồi, Vairo thì hiện tại nó sẽ có những phiên bản giống như là Indo và Việt Nam. Thì đây, nhìn một cái là anh em trong nghề nhìn chơi xe là biết liền đúng không? Indo thì lúc nào cũng vậy, nó sẽ có cái các biển số trên đây. Đó, còn Việt Nam thì mình gắn nó sẽ đích thôi, nó sẽ không có biển số trên đây. Đó, nó sẽ gọn gàng chân chu hơn rất là nhiều. Vairo 160 thì anh em chơi nó rất là nhiều rồi nên là cũng không dám khen. Nhưng mà nói về vấn đề mà vận hành của nó thì nhiều người cũng khen nó rất là nhiều. Nếu mà ai đã đi và sở hữu nó thì đều khen cái độ mức độ vận hành của em nó là khá là ok ha. Không có bị kêu quá nhiều về máy móc đâu. Đấy, phuộc thì anh em chơi đó là phía sau phuộc của nó hơi yếu một tí xíu. Anh em là một tí shipper, anh em chở hàng thì anh em sẽ chở sẽ thay đổi phuộc rất là nhiều. Độ phuộc như mình đây. Đây. Mình đây, mình dầu ngang ha, nằm dưới nè. Đấy, chính hãng Asiro được bảo hành cho anh em là 3 năm nha. Nên anh em cứ yên tâm, hoặc là bình dầu đứng như thế này. Bình dầu đứng như này, muốn vào một đen vàng đồng luôn. Bảo hành cho anh em 3 năm. Xì phuộc thì hay là hư hao từ nhà sản xuất á là 1-1 trong vòng 6 tháng cho anh em luôn. Có thể tăng chỉnh được bình dầu ở đây nè. Đấy, bình dầu này mình tăng chỉnh được ha. Đó. Rồi tăng chỉnh lò xo này nọ kiểu. À, anh em thắc mắc gì cứ alo cho mình là mình đáp cho anh em hết luôn. Rồi, Vario ha, mình báo giá luôn, nhanh gọn lẹ cho anh em luôn. Vario 160 sẽ có Indo và Việt Nam, thì đầu tiên mình sẽ báo giá đối với phiên bản Việt Nam trước. Vario 160 mà phiên bản Việt Nam, phiên bản phanh CBS ha. Phiên bản phanh CBS thì hiện tại nó sẽ có mức giá là 44 triệu. Vario 160 ABS hàng Việt Nam sẽ có mức giá là 48 triệu. Vario 160 ABS hàng Việt Nam màu xi măng là 53 triệu rưỡi. Giá mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn đối với Vario mà 160 CBS hàng Indo là 45 triệu, mắc hơn hàng Việt Nam là 1 triệu đồng. Vario 160 ABS hàng Indo là 51 triệu, mắc hơn hàng Việt Nam là 3 triệu đồng ha anh chị ha, mắc hơn hàng Việt Nam 3 triệu đồng nhưng mà rẻ hơn màu xám xi măng là 2 triệu rưỡi, rẻ hơn màu xám xi măng là 2 triệu rưỡi ha. Thì giá mình báo mà hàng Indo á đã bao gồm thuế VAT, đã bao gồm thuế nhập khẩu rồi, chỉ còn thuế trước bạ làm biển số nọ như bao nhiêu á thì alo cho em về tỉnh thành, huyện, thị xã ở đâu thì em sẽ tư vấn cho mình những cái khu vực đó ha. Đấy. Đây, những cái con mà Vario 160 á, nếu mà các bạn mà sợ nó gọi là bị mập quá, nhìn cái má của nó không được đẹp á, bên hông của nó không được đẹp á thì mình có thể lên những cái màu sơn độ như thế này, lên tem thế này đó, nhìn nó sẽ có cách điệu đàng hoàng, nó sẽ không có bị thô đâu, nhìn rất là thể thao luôn. Con này là hàng Việt Nam ha. Đấy, rồi đây Performance nè, 160 nè, con này thì lên tem thôi, sơn 3D là sơn màu sáng xanh xi măng, xong rồi sơn thêm cái phần tem cách điệu thế này để cho chiếc xe nó đẹp hơn. Đấy, con này thì các bạn có thể không thích màu nhựa nâu này thì mình thể lựa chọn những cái hàng Indo, nó sẽ là nhựa đen như thế này, xe nó sẽ ok đẹp hơn rất nhiều. Mình thì cá nhân quan điểm của mình thì mình sẽ không thích cái phiên bản mà nhựa nâu yên nâu đâu, mình thích nhựa đen yên đen thì nó dễ thôi, dễ phối màu, dễ lên đồ chơi, dễ phối đồ nó kiểu đó. Đấy. Rồi, trả góp anh em nào điểm tín dụng tốt, không mắc nợ xấu, không trả nợ trễ, thẻ tín dụng gì đó, không vay không góp gì đó thì anh em sẽ không cần phải đưa trước, vẫn được hưởng mức lãi như đã đưa trước 30%. Còn anh em nào mà có nợ xấu hay là gì đó thì mình đưa trước cho mình khoảng tầm 30% nha. 30% thì mình sẽ trả góp ok hơn, lãi suất ok nhất. Rồi 50% thì được nhận cả về gốc mang về ha. Đấy. Những cái phiên bản mà có một thắng đĩa thôi thì nó sẽ có khóa thắng tay ở đây. Anh em biết cách sử dụng cái này không? Khi mình đậu xe dưới dốc, giữa dốc gì đó thì anh em sợ xe nó tuột á thì nhớ nha. Mình đừng chủ quan, nhiều khi mình đi vô cái xe nó tuột nó chạy ra ngoài đường luôn. Mình khóa lại. Đó. Đây, thì có một tay mình không có lên làm được các bạn ha. Đấy. Đây nè, bóp thắng này lại nha các bạn. Bóp thắng này lại nha. Bóp sâu vô, xong rồi mình gã cái này vô là nó sẽ khóa lại. Nó vô một tay mình không thể nào làm được. Đấy, còn đối với thằng mà Vario mà phanh ABS thì phía sau nó sẽ có phanh đĩa luôn. Còn hàng CBS thì phía sau nó chỉ là phanh tanh trống thôi. Còn ABS á nó sẽ là phanh đĩa luôn. Thì nó sẽ có hai bình dầu ở trên đây. Hai bình dầu đó thì nó sẽ không có còn cái gọi là khóa thắng tay nữa. Đấy, nó không còn khóa thắng tay nữa anh em thấy chưa? Chỉ có những phiên bản mà phanh phía sau là phanh tanh trống thì phanh phía trước nó phải có khóa thắng tay để nó giữ xe thôi. Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của thằng Việt Nam là 2,2 lít trên 100 cây nha anh em. Rồi, anh em thắc mắc những vấn đề gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới. Số điện thoại là 0785888030 của mình sẽ có luôn Zalo. Nếu mà ngại gọi điện thoại hay là bận biểu hay ban đêm gì đó, cứ nhắn tin Zalo cho em.
Nếu em thấy chưa thấy trả lời thì em sẽ trả lời vào sáng hôm sau. Đấy, tối khuya quá thì cứ nhắn cho em cũng được, mà sáng hôm sau sẽ trả lời lại ha. Rồi thì cảm ơn tất cả các cô chính chủ đã xem kênh. Rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Xe Máy Giá Sỉ Bình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.